Xin chào cả nhà ơi, hôm nay em sẽ quay cho cả nhà xem nhé. Dòng máy ép chậm mới về của bên em, máy Casio SJW550 ạ. Em sẽ quay kỹ hơn nhé, các thông số ở bên ngoài vỏ hộp cho mọi người này. Đây, về phần mã vạch đây, 403, đó. Đây nhá, Germany nhá, hàng chuẩn Đức luôn. Đấy, nguồn điện nó sử dụng là 220V đến 240V này. Công suất của máy là 240W nhá. Đó, bây giờ em sẽ quay kỹ hơn về bên trong này. Bên trong đi kèm theo máy có một hướng dẫn sử dụng. Đó, đây là một tờ hướng dẫn để mình lắp các chi tiết lại với nhau nhé. Rất là dễ lắp mọi người ạ, không hề khó một chút nào đâu nhé. Đồ đi kèm với máy đây, có một bàn chải để vệ sinh này. Máy sẽ có 3 lõi lọc với tương ứng với 3 chế độ lọc khác nhau. Đây, thì ở đây có 2 lõi này. Trong máy hiện đang có 1 lõi nhé. Ở đây có hai cốc nhựa thì sẽ dùng để đỡ bã, ép và nước hoa quả ra ở hai đường ống này. Đó, mọi người có thể thấy nhá. Bây giờ em sẽ quay kỹ hơn về máy này. Máy mẫu mới nhất luôn, làm nhỏ gọn. Nhưng mà khi mà ép thì nó rất là đầm máy nhá, không có chuyện là rung khi mà ép đâu. Máy thì được làm bằng vỏ nhôm và chất liệu nhựa cao cấp, không chứa BPA gây hại. Đó, kể cả các chi tiết đi kèm cũng vậy nhá, không chứa BPA gây hại cho con người ạ. Đây, máy đường ống mới đây, 75mm. Có thể đưa cả một quả táo mà không cần phải thái nhá. Ngoài ra đường ống sẽ được thiết kế nghiêng như thế này, hoa quả sẽ tự trôi xuống dễ dàng hơn. Đó, nút ấn đây, nút ấn đó, về rắc cắm, rắc đôi, không hề kén ổ điện sử dụng đó. Máy này là mẫu mới nhất nên là sẽ ra được nhiều nước ép nhất cho mình nhá, và sẽ giữ được nhiều chất dinh dưỡng nhất, không gây ra hiện tượng tách lớp khi mà mình đưa nước ép ra ngoài môi trường nhá. Ba lõi lọc này sẽ tương ứng với cả 3 chế độ, đó là lọc kỹ, lọc thô và lọc có lẫn thịt của quả. Đấy, mọi người có thể tùy ý trong quá trình sử dụng mình sẽ thay vào nhé. Máy thì còn tích hợp thêm là sẽ chống quá nhiệt nhé. Không bao giờ có chuyện là hoa quả cứng đâu mà bị kẹt ở trong máy đâu nhé. Cũng không có chuyện là bị kẹt cứng và quá nhiệt sẽ gây cháy máy. Đấy, mọi người có thể thấy nhé. Đây, zoom kỹ hơn về chất liệu của nó đây. Rất đẹp đúng không ạ? Rất sang trọng. Đấy, mọi người muốn đặt hàng thì có thể inbox cho bên em nhé. Máy này thì là khách đặt về rồi đấy ạ, thì tí nữa em sẽ đi giao ạ. Em xin cảm ơn cả nhà nhé. Máy thì còn được tích hợp thêm là sẽ chống quá nhiệt nhé. Không bao giờ có chuyện là hoa quả cứng đâu mà bị kẹt ở trong máy đâu nhé. Cũng không có chuyện là bị kẹt cứng và quá nhiệt sẽ gây cháy máy. Đấy, mọi người có thể thấy nhá. Đây, zoom kỹ hơn về chất liệu của nó đây. Rất đẹp đúng không ạ? Rất sang trọng. Đấy, mọi người muốn đặt hàng thì có thể inbox cho bên em nhé. Máy này thì là khách đặt về rồi đấy ạ, thì tí nữa em sẽ đi giao ạ. Em xin cảm ơn cả nhà nhé.